Chào bạn nha. Này để mình quay cái anh thợ cưa cây ảnh lên, anh đốn cây cưa. Nãy vừa sát với nhà ta luôn các bạn ơi. Đó các bạn thấy gần sát với nhà luôn không? Ảnh mang đầu nghề vô sửa sang lên cây dừa cắt ba cái lá. Cái dừa này nó cũng ta cũng chặt lá lâu rồi các bạn. Đó. Giờ anh ta đang leo lên các bạn ơi. Máy gì anh máng toàn tan tan rồi các bạn. Bữa nay máng cái máy ngang rồi. Tại nó quẹt cái mức khối đó mới máng ngang. Cho lên mình sửa lại. Dùng mức khối đó. Giờ anh ta leo lên cắt lóng lóng xuống luôn nha các bạn. Đó, anh ta leo lên tới đọt để coi anh ta xử lý như thế nào với cái ngọn dừa nha. Đó dừa của bà đó nghe bà cụ ơi, phải tại con luôn à. Nó rớt lên đó đó. Con qua cái tàu nó rớt rồi, trúng rồi phải chịu rồi đó. Anh ta đang xử lý ba cái tàu khô khô đó xuống cho hết luôn các bạn. Cái đó, anh ta đã sửa sang tỉa lá nữa hay gì đây. Anh ta đang sang qua mấy anh kia rồi. Trời ơi, con anh ta xả. Thôi rồi, tưởng anh lực ghê không à, nhúc nhích cây dừa luôn. Có thể là anh ta cắt hết ba cái lá đó rồi anh ta mới cắt ngang ngọn nha. Anh ta di chuyển qua mấy anh này chắc cắt cái lá đó các bạn ơi. Đó, anh ta đang dùng ba cái dùng cái cây cưa máy chèo cắt cái đó bớt các bạn, bị gì cái đó mé đó nó nằm trong trách nhà sao lọt. À, anh ta dùng máy nữa các bạn ơi.
Ê, người ta cắt ngang cái ngọn cái gì đây. Nó y. Đó, xấu chỗ. Đó, còn cái ngọn gì, cái củ hủ dừa để coi anh xử lý như thế nào nha. Về mấy bình bản nó gì đây, đúng rồi, à, đa số nó ngã về bản đó. Ý. Rồi một cái củ hủ vừa đã lọt xuống không góc rồi các bạn. Đó, anh ta tháo dây an toàn ra, máy vẫn còn nổ luôn nha các bạn. Rồi thấy bạn thấy không? Rồi ảnh đeo qua cái cọng dây an toàn ha, đủ thứ móng hết trơn. Đó, anh ta chặt cái củ hủ ra cái nữa các bạn, cắt cái củ hủ cái nữa. Đó, anh ta lọt cái củ hủ ra đó các bạn. Củ hủ dừa nha. Để chia cho mấy cái thằng kia bự nó rinh mới được. Đó, đây. Dạ. Nặng nha. Sức con quá như bà đâu á. Con cầm tay với bà cầm hai tay là dở không nổi đó. Dạ, tôi muốn nói thiệt này, để chịu muốn bánh ăn 10 ngàn. Rồi, đúng rồi. Cắt cây dừa này cho bà lão có 150 rồi nha các bạn. Đây. Dạ, bà cụ không có tiền nha, nguy hiểm quá, cắt cho bà cụ. Dạ, cảm ơn nha. Thì nào có thương gì tôi kêu trước nha. Rồi, hai cái gần. Nè, đồ hạ cái này mình không cho. Ừ. Chứ đồ hạ cái men hoài, không có ông trời. Để ổng đi. Ông buồn à. Rồi, mình ở nhà lo nhoi với mấy cái con. Ừ. Dâu không hả? Thôi giờ mình kết thúc video nha các bạn. Thì cảm ơn nha chú. Rồi.